Cũng ở đây cũng khá lâu rồi chứ, quê của anh em nào mến, không mến thì mình giao lưu anh em ơi. Đó, anh em thấy không? Cao giò anh em thấy không? Giò cao cập khiển luôn anh em ơi. Combo sáu sợi nè, combo luôn có lòng vậy nè, ở đây lòng luôn đây mà. Chém cây nữa, cây nữa tắt rồi. Đấy, mà anh em ưng bộ này thì hú em đi nè, combo sáu sị em ha. Con này bộ hoa tre nha anh em, mới xong lông nè. Chưa có lửa anh em ơi, để chim nhà căng căng luôn nè. Chứ con này lúc trước chơi ghê lắm mà, tại vì mới không làm, chưa có lửa mấy nè, bò che nè. Cái là ổn anh em ha. Em thấy cái tần số chém mà mình nãy giờ em xì bao nhiêu lần, chém bao nhiêu cái anh em thấy không? Đường bền đẹp lắm. Con này mới xong lông anh em. Con này châm lông cũng khá là nhanh luôn, con này châm lông 2 tháng rưỡi mới xong anh em. Sao? Sáng nay thì có ổn không? Bữa nay thì dốt bỏ được không? Làm thấy làm chim gì nó khó lắm anh em. 80 là đi muốn đi bảy là phải hỏi nó trước nè. Đi bữa nay là lụm kèo gì con, lụm con thống quyết bây giờ nha. Hôm qua là hai con kia đi không được, bữa nay con phải đi cứu ba chén nha. Hôm qua đi hang kia không được anh em, bữa nay là mình phải hỏi ý kiến trước nè. Không có được không được mới đi nha. Ok không? Ok không con? Ok đúng không? Rồi ok, bữa nay mình lên đường nghe mình lụm nó về nha. Nó hay lắm. Rồi em xin chào tất cả anh em nha. Thì sáng nay em với anh Thanh anh em, anh em đi tiếp tục đi lên cái chỗ ngày hôm qua em là bảy chim anh em ha. Thì anh em nào có theo dõi em thì ba bữa nay thì anh em biết em có theo dõi một con chim ngay chỗ thị điện này anh em đó. Thì ngày nào nó cũng về anh em ha. Bữa nay thì em với anh Thanh lên anh em. Thanh nó đang ngồi kia anh em đó, nó cầm hai cái lập để bên kia rồi. Còn em thì em ở quấn cách bên đây, tại anh Thanh nó muốn đổi cái còi anh em. Thì cô nói có về đá anh em ha. Sáng hôm nay em tiếp tục lên đây bẫy nữa ha. Hôm nay em cầm con mồi là mồi già của em nè, mồi là như cứ ngủ như cũng một con anh của em. Thì hôm nay em thử hạ thổi nè đó. Thì cứ nói về nó có nó đá con nào không anh em ha. Ghê nè, mời em sáng nay em tiếp tục mời theo em chuyên em để đi tầm cái con bộ vip này anh em ha. Bữa nay là ngày thứ ba anh em, để em lên theo nó ha. Ok vậy nè, mời em theo dõi. Em lỡ 5 phút thì giờ tới anh em ơi. Đó, nay em sẽ đi con mồi mồi rào này anh em ha, chứ lại con mồi mồi hôm qua cũng anh gửi anh em. Em sẽ hạ thổ anh em ha, để coi nó đá con chim nào anh em ha. Mời anh em theo chân mình bữa nay ha. Ok, let's go.
đúng cái chỗ này nè, em lợi 3 ngày liên tiếp nha, đúng 5 phút là về tới nè. Em thấy đồ nó về nó cũng như vậy em ơi. Để mới lại còn đưa căng anh em. Còn nó căng lên nó chạy ghê lắm nè. Nó con mồi này cũng khá hay nè, nó bỏ vô tới nó thích anh em ha. Lại bỏ vừa ba điền cái nó kéo một cái qua đây liền nè. Bỏ đi người em nè anh em. Nào qua miệng nữa nè. Nó rất ghê em nè. Bữa nay là 3 ngày nè. Nhưng mà em phải như nó gì nó không chịu về hay là nó về nó không không đá thì mấy anh em không tức anh em. Nó về cái chớp mặt lục của mình nè. Bánh nó căng thế nào cũng đá nè. Và nó lúc nó bù nó đá thì nó bù nó hồng đó nhưng mà căng lắm. Mấy em thử con trên cây coi trên dưới điện con dưới đất anh em ha. Mồi chạy mồi kêu đi mày xíu nữa nó căng vậy nè. Vừa cái liền luôn vậy đó. Đem máy quay anh ơi. Đây anh em ơi, nó qua bên thánh đem hai cái lập để đây anh em. Về tới anh em ơi, anh thánh đứng như này nè. Nhìn thấy không? Nó làm như nó mọi người bị sợ lập bể lập á, lúc trước nó bể lập á về rất ghê lắm, cũng 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 lâu lắm hen, cũng mấy ngày tháng là mới có loại bội nó mà nó xong nguyên rồi. Mày quánh tầng là chỉ mà ấy sạc đá gì à, ôi phú hồ em ơi, phú hồ em ơi, bay nó sạc đá nguyên mà tơ đây lên là đây nè. Em không mời em không máy lại cho nó căng. Để đằng kia nó không thấy máy không có căng. Chơi chạy. Thử ở đá nào ở đây là qua cái bàn ngoài nó muốn ngồi được thôi mình đá nào. Nó muốn sẹt rồi, nó muốn sẹt. Đó, 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 đó. Thì nó không cho dám bu lập đâu. Ba anh chấp mặt lập không à. Con này sợ lập chắc luôn. Đó, em bị lập rồi đó, nhưng mà mấy này mình thấy nó không về, nó không mấy cậu này nó cứ vậy không. Mình cho nó căng căng hồi nó quên á. Đây này mày. Con này bây giờ nó căng rồi đó, con bọ bây giờ nó căng rồi đó, chấp mặt lập không à. Xuống nữa rồi đâu rồi lại bị phá đám rồi anh em ơi. Bị phá đám rồi anh em ơi. Ngon mày nhảy đi, mày nhảy đi về luôn á. Ngon mày nhảy đi. Em tình hình là chim nó còn chịu nổi nha mấy em, chỉ hết nổi anh em.
khá là trưa luôn em ơi. Em biết làm sao đây. Lần này mà nó không nhảy nữa là em kết thúc luôn nha anh em. Em sẽ về em ơi. Nó ăn thiêu người này em. Nó bay lại gần đứng cho em luôn, kế bên em. Nó đang tìm người em anh em. Coi nhảy đi bạn ơi, không nhảy là mình về bạn ơi. Anh đi hồi này, về nhà cái không có cơm ăn là vợ mình ký đâu mình ghẻ không bạn ơi. Cho bạn 30 giây 1 phút nữa đó, không được là mình cuốn gói á. Mình thì hết nổi rồi, bạn gồng quá gồng rồi. Hết thời gian anh em ơi. Em bị hết dung ngựa rồi. Nó chờ chứ em phải chắc phải về anh em ơi. Nó vậy đó chứ mà nó không vậy nữa mà. Bây em thấy càng trưa thì nó càng nó giảm lên nè. Chứ nó thì nắng lên rồi, bị nó đói đi ăn rồi anh em ơi. Sáng mời nó căng dữ lắm anh em ơi. Giờ em thấy nó cũng bơ đứng hoài nè. Em phải cuốn gói nè em ơi. Rồi em hẹn em về chắc bữa hôm khác em lại lên đây nữa ha. Hôm nay thấy chim bỏ về quánh mãn nhãn quá, đã quá mà mới mò bắt cũng im quá mà bữa nay bắt không được bỏ em. Khá là buồn nha. Chắc là đuổi nó đi luôn em ơi. Mình đuổi nó rồi mình về em ơi. Cho nó vinh quang anh em. Mình đuổi. Mình đuổi nó đi rồi mình về cho vinh quang chứ mình ngồi hoài mình nhục quá anh em ơi. Trời ơi. Muốn nhảy anh em ơi. Anh em ơi, anh em ơi. Anh em ơi, vậy mà muốn nhảy anh em ơi. Đau đầu quá. Như cái đít quá. Em làm gì nó căng anh em. Có xu hướng muốn nhảy anh em. Xì cái chim rừng căng anh. Nè con chim bỏi mà nó rích nè. Bỏ rích vào khấu luôn em xì cái nó. Con này thì nó nghiêng rích chứ không có chép cánh nè. Rích chim cánh nè. Em xì cái nó rích ghê em nè. Rớt anh em ơi. Con này nó bẫy lập chắc anh em ơi. Bẫy lập chắc luôn anh em ơi. Nó có lập gì mà không dám đậu cho anh em ơi. Nó thèm con mồi lào lắm rồi anh em. Thèm mồi già lắm anh em ơi mà. Không nhảy là không nhảy anh em. Ba chớp người chứ không đậu lụp nữa. Anh em thấy không? Căng thẳng lắm rồi anh em ơi nhưng mà không nhảy anh em ơi. Thời gian thì là càng ngày càng ngắn, rút ngắn lại. Trưa lắm rồi anh em ơi. Gần 11 giờ anh em. Lâu lắm rồi em mới hay được con bỏi mà nó lâu gì anh em. Từ cái ước mà con 4 ngày cách đây khoảng gần 1 tháng anh em. Là mấy con bỏi kia nó về nó đá liền nè, cái bỏi chiền nè. Còn mấy con bỏi già nó vậy nè, đá rất là ác nè em.
căng lắm anh em ơi. Căng lắm, ngoài sàn qua là ghi mà không nhảy, tụi tử là không nhảy. Quá gắt. Chết không? Mấy con kia gì đây lụm rồi anh em ơi. À, bài đít cái nè mày. Bài ra đít như nè. Ủa nó căng khùng anh em. Căng lên nó khùng anh em. Bỏ với bỏ nó căng lên nó khùng. Căng không dây đu tùng ten. Bỏ cái căng nó khùng, căng đi cắn vậy nó kêu toàn ten luôn. Không thấy bội mà thấy tại mò kêu thôi anh em ơi. Bỏ nó hết đi. Dạ. Bỏ gì em ơi. Bỏ em ơi. Anh em con mồi của em anh em. Bỏ có không có giận miệt mài nè.